Bạn có thể đang đánh răng bằng phân từ bồn cầu. Bồn cầu của bạn sẽ bắn ra các hạt phân khi bạn xả nước. Và nếu bạn chải đánh răng của bạn ở gần đó, thì về mặt kỹ thuật, bạn đang đánh răng bằng chính các hạt phân này. Thật ra đó chỉ là một lượng rất nhỏ, vì vậy nó sẽ không gây bệnh cho bạn. Tuy nhiên, nếu bạn muốn loại bỏ hoàn toàn các hạt phân này, bạn chỉ cần cất kỹ bàn chải đánh răng của mình và đóng nắp bồn cầu khi bạn xả nước.